Xin chào tất cả các em học sinh khối 11 đến với bài giảng phương pháp bảo toàn điện tích. Trong buổi học hôm nay, thầy cùng các em nghiên cứu hai ví dụ tiếp theo. Đó là ví dụ số 2 và ví dụ số 3. Ví dụ số 2 có nội dung như sau: dung dịch A gồm Na cộng có số mol là A mol, A là 3 cộng có số mol là B mol, XO4 2 trừ có số mol là C mol, C là trừ có số mol là D mol. Đề yêu cầu là tính khối lượng muối trong dung dịch A. Trong phần lý thuyết, thầy đã hướng dẫn là khối lượng muối thì bằng khối lượng các ion cộng lại. Vậy khối lượng muối trong dịch A sẽ bằng khối lượng của Na cộng cộng khối lượng của A là 3 cộng cộng với khối lượng của X4 2 trừ cộng với khối lượng của C là trừ. Chúng ta bắt đầu giải nè, giải. Khối lượng muối trong dung dịch A là M muối sẽ bằng khối lượng của Na cộng cộng với khối lượng của A là 3 cộng cộng cho khối lượng của XO4 2 trừ cộng cho khối lượng của CL trừ. Các em nhớ này, khối lượng của Na cộng mà lớn Na cộng đúng bằng mà lớn của gì? Là chi bằng 23. Do đó thì khối lượng của Na cộng sẽ bằng m nhỏ này sẽ bằng m lớn của Na cộng nhân mol Na cộng, mà m lớn của Na cộng đúng bằng m lớn của Na bằng 20 gì? 23 rồi. Do đó là bằng 23. Còn mol Na cộng là bằng gì? A. Do đó 23A. Tương tự thì nhôm A là 3 cộng cũng vậy. Tương tự thì nhôm này A là 3 cộng thì mình lấy 27, nhôm là 27 nhân cho số mol của nó là B. Và hoàn toàn tương tự thì X4 2 trừ cũng vậy. X4 2 trừ thì X4 là 96, lấy 96 nhân cho gì đây? Cho C. Calo thì khối lượng calo trừ bằng gì đây? Bằng gì? Calo là 35.5, vậy 35.5 số mol calo trừ là D, vậy 35.5 nhân D bằng gì đây? Natri là 23 nhân cho A cộng cho nhôm là 27, nhôm là 27 số mol của nhôm là B, đó là 27 nhân B cộng cho XO4 là 96, lưu huỳnh 32 cộng cho 16 nhân 4 là 96. 96 nhân cho C cộng cho calo là 35.5 nhân cho D 35.5 nhân cho D. Bằng gì đây? 23A cộng cho 27B cộng cho 96C cộng cho 35.5 D. Vậy khối lượng muối là bằng 23A cộng 27B cộng 96C cộng cho 35.5 D. Ví dụ số 3, dung dịch B gồm sát 3 cộng, có nghĩa là Fe 3 cộng 0,01 mol. Fe 3 cộng 0,01 mol. NH4 cộng là 0,03 mol. XO4 2 trừ là 0,02 mol. CL trừ là 0,02 mol. Để yêu cầu là tính khối lượng muối trong dung dịch B. Khối lượng muối trong dịch B sẽ bằng khối lượng của Fe 3 cộng cộng khối lượng của NH4 cộng cộng khối lượng của X4 2 trừ cộng khối lượng của CL trừ. Giải.
khối lượng muối trong dịch bi là khối lượng muối trong dung dịch B là m muối bằng gì đây? Bằng khối lượng của ion Fe3+, khối lượng của Fe3+ cộng cho khối lượng của NH4+ cộng cho khối lượng của SO42- cộng cho khối lượng của Cl-. Khối lượng của Fe3+ thì bằng 56 nhân cho số mol. Bằng 56 nhân cho mol. Mol của nó là 0.01. Vậy 56 nhân 0.01 cộng cho NH4 là nitơ 14, H là 1, nhân cho 4 là 4 là thành 18. Và là 18 nhân cho số mol của nó là 0.03. 18 nhân 0.03 cộng cho SO4 là 96, nhân số mol là 0.02. Và 96 nhân cho 0.02, calo là 35.5, nhân số mol là 0.02 luôn. 35.5 nhân 0.02 bằng 56 nhân 0.01 cộng cho 18 nhân 0.03 cộng cho 96 nhân 0.02 cộng cho 35.5 nhân 0.02, kết quả là bằng 3.73, bằng là 3.73 gram. Bài giảng của thầy đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn các em đã theo dõi. Hẹn gặp các em ở ví dụ số 4, số 5. Chào tạm biệt các em.